khoan khoan, để con dựng từng cái nha. Một cái quạt. Dạ. Khoan nghe chú ơi. Dạ. À, chú, cái lưng của con nè. Rất đẹp nghe cô chú anh chị, quá tuyệt vời luôn nè. Cô chú anh chị, trên kênh YouTube của Hậu Gia Nguyên Tôi có chia sẻ sản phẩm ngải đen ngải chống độc của Cao Trung Sơn, là hỗ trợ trong việc điều trị đau nhức xương khớp, tê bì chân tay, ung bú, bệnh chỉ, thần kinh tọa, mất ngủ, tiểu đêm, viêm son, bao tử. Bà con mình sử dụng liên hệ trực tiếp số điện thoại Hậu Giang có để trên màn hình. Hậu Giang kính chào quý cô chú anh chị, Hậu Giang chào quý khán giả ngàn xa. Thưa cô chú anh chị, buổi chiều hôm nay Hậu Giang cùng Năng Lung đang có mặt ở chợ Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Thì trong sau khi mà xem video của Hậu Giang chia sẻ đó cô chú anh chị, để em đứng gì cho bằng chị ha. Đó thì nhà Năng Lung cũng không có tủ để mà để quần áo, cho nên đó là máng xào không. Ngày hôm qua thì cũng vô tình Hậu Giang nhận cái món quà của cô Hạnh Nghiêm đó, là mua giường cho Năng Lùng với mẹ Năng Lùng đó. Thì vô trong thấy như vậy là đồ đạc á, là bồ hông không à, tùm lum hết trơn à, không có tủ. Rồi hai nữa là cô mẹ của Năng Lùng ở trước cũng không có tủ đựng đồ nữa cô chú anh chị, đồ cô cứ nhét vô cái góc tủ không à. Cho nên chị Mai ở Hà Lan xem được video này của Hậu Giang chia sẻ, muốn giúp cho Năng Lùng mua hai cái tủ, nhà có quạt gió mà có quạt được không hả? Dạ được. Dạ được hả? À, ngồi đi. Mỏi phải không? Dạ. Dạ được mà sao nó nghe nè. Dạ được mà sao cái lúc mà Hậu Giang vô gấp cái giường á, quạt nó yếu cái gì? Quạt mấy năm rồi? Dạ gần. Quay nói chuyện quay ra đây, quay giùm khán giả. Gần mấy năm điếm. Sao nữa khóc nữa rồi? 6 năm à? Dạ. Nói chung là gì? À, em nói chơi với chị thôi chứ em thấy nhà chị thứ nhất là không có lau phong, nóng quá. Dạ. Anh Hiền nó thì phải nằm gì hoài rồi đi đứng cũng không được nữa. Cô cũng là anh lớn tuổi rồi, sức khỏe cũng yếu của chú anh chị. Nó cho nên đó là chị kêu Hậu Giang đến đây mua cho hai cái tủ để mà đựng quần áo, bên cạnh đó mua tặng cho hai cái quạt luôn, cho chị một cái, cô một cái. Một cái tủ là chị để riêng trong phòng của chị nè, để chị xếp đồ đạc vô cho nó ngăn nắp. Với một tủ á, thì để cho cô với anh Hiền đựng đồ. Mừng dữ không? Dạ mừng. Khóc nữa ai? Sao khóc nữa ai vậy? Dạ. Khóc bài của chú anh chị. Tội nghiệp. Nghe nói như vậy mà em thật không ngờ, em tưởng thôi giúp cho em chỉ một lần thôi, mà ai ngại giúp cho em lần này tới lần khác nữa em. Cảm ơn. Cô Mai. Cô Mai ở Hà Lan. Ở Hà Lan. Cô Mai không có ở Xà Lan, cô Mai ở bên Hà Lan. Dạ cái đó em bị không sao, biết mà nó chơi thôi. Dạ. À, cô chú anh chị xem video của Hậu Giang chia sẻ cho Hậu Giang một like ủng hộ cho Hậu Giang à. Ở đây cái cửa hàng trang trí nội thất cái này những gì vậy chị? Với em cảm ơn cô Châu với mấy anh bệnh. Cô Châu Nguyễn bên Mỹ nè, cô Hạnh Nghiêm nè. Đó cô chú anh chị, cái món quà cái tay sáng trưng luôn. Hồi nãy giờ Hậu Giang đi trên đường ở phía sau thấy cô chú anh chị lâu lâu cái gì chắc thôi mấy giờ ta quá à. Nói chung là rất mừng của chú anh chị. Hậu Giang cũng thay mặt cho Năng Lùng cảm ơn quý mạnh thường quân rất là nhiều, là có cái đồng hồ để mà đi bán mỗi ngày, ví dụ cũng coi giờ được, chứ mỗi lần mà muốn coi giờ thì phải móc cái điện thoại ra không à, thấy thương lắm. Hồi sáng là anh Sơn với chị Văn ở Sài Gòn gửi cho Năng Lùng 2 triệu. Dạ, anh Sơn với chị Văn ở trên Sài Gòn gửi cho em 2 triệu. Em cảm ơn anh chị rất là nhiều lắm. Hôm nay mình đến cửa hàng trang trí nội thất này tên gì vậy chị? Chị Hoa Hậu. Dạ Thanh Vy. Cửa hàng trang trí nội thất Thanh Vy của chú anh chị, cũng lần trước Hậu Giang đến đây mà mua giường của cô Hạnh Nghiêm mua cho tặng cho Năng Lùng đó. Thì nói chung cái anh cửa hàng ở đây ảnh cũng có tâm rất là tốt luôn. Ảnh cũng hiền chất phát cô chú anh chị. Không để cô chú anh chị chờ đợi lâu. Bây giờ Hậu Giang mời cô chú anh chị cùng vào trong. Rồi. Mình ẵm vô trong không? Dạ. Ẵm không? À thôi tới rồi. Tới rồi hả? Dạ. Tội nghiệp lắm cô chú anh chị. Đi chị có 2-3 bước thôi là đã mệt rồi. Dạ chào anh. Dạ. Đây níu trong tay.
Nắm tay làm như hơi ngại, bị chơi lâu năm cái hơi ngại. Ồ, cửa hàng anh đẹp quá. Hôm nay Hậu Giang đến đây là hai lần nghe cô chú anh chị. Ở đây mình có tủ nhựa không anh? À, có tủ nhựa thì cũng có. À không, em mua tủ á. À, đồ con. Rồi, không sao, mệt ngồi đây, cứ ngồi đó đi. À, chị ngồi đây đi, ngồi đây đi ha. Để Hậu Giang mua cho. Rồi đi vô đây nè em. Rồi phải em gắn mít cho. Tủ nhựa đây anh có loại tủ nào gì? Tủ nhựa chứ, tủ nhựa. Có mũ di tân không? Mũ di tân là cái dạng tủ hộp kéo rồi. Đúng, em mua hộp kéo ha. Hộp kéo ha. Rồi, dạ. Đây. Ghê đây nè. À, để trước hả? Đây. Trời ơi. Trời ơi, nhà trên là tủ hộp kéo nhiều dữ trời. Đúng rồi, tại vì anh biết sao không? Nói chung á thì nhà cứ nàng lùng á thì không có là nói chung cũng không có đồ đạc nhiều. Ý em muốn mua cái tủ này là để mình để đồ vô rồi mình đậy cái ngăn tủ lại để nó kín đáo nữa, chứ còn ví dụ như bây giờ mua cái tủ cao này cũng được nè. Mà mua cái tủ cao này rồi làm sao mà nàng lùng mắng đồ đi cô chú anh chị, nó rất là khó luôn. Đó, giả sử như là cái tủ này là tủ gì anh? Tủ nó cũng bằng nhựa nữa. À, cái này dạng tủ kệ. À, cái này thì nàng lùng mắng cũng không tới luôn. Cho nên chắc là gì đây ra đây nè mà chị Hoa Hậu. Cái này là mũ di tân phải không anh? Mũ di tân là mũ tốt phải không? Đúng rồi, hàng này hàng bự á, hàng lớn á. Đúng rồi, nó có cái loại lớn hơn loại nhỏ hơn không? Có loại nhỏ hơn, bởi vì nãy ở trên chợ thì loại nhỏ nhóc hết trơn. Tại em thấy gì giống như em thấy gì bây giờ á là mua cái tủ thứ này nhưng mà cái loại nhỏ hơn cái là nhỏ hơn là giá bao nhiêu vậy anh? Cái tủ nhỏ hơn nó thôi tính cho nàng lụng lấy 1.2 thôi. Dạ, còn cái này cái tủ này là cái tủ này thì tới 1.8 mà. 1.8 ha. Dạ. Tại vì em thấy nàng lùng cũng không có đồ nhiều. Cái kia nó có 6 tấc, nó ngắn hơn con tấc là cũng im lắm. À, cái này là mấy tấc? Cái này 7 tấc. 7 tấc hơi cao. Hơi cao thì nói chung á, gì thì nó dù sao có cao chăng nữa cũng thấp hơn cái tủ áo của mình. Ừ. Nó nàng lùng mà đứng lên ghế mà cái chân bây giờ giả sử như mà mắng đồ đi, mà đứng lâu mắng đồ cũng đâu có được đâu anh thấy đi, còn phải là phải mỏi mệt phải nghỉ hoài. Có cái này cũng mũ cũng này cũng được mà chị chọn cái màu nào chọn sao dễ quá vậy cái... anh đồng ý rồi. Bây giờ đi lại cửa hàng đằng kia ở đằng có bán quạt gió rồi luôn không anh? Quạt gió hả? Quạt gió thì em không có bán, nhưng mà bên em anh cái bên luôn em rồi rồi chỗ qua mà anh mua ấm nước á. Dạ, tại vì anh biết sao em mua cho là anh giao cho nó tiện chung một chỗ gì đó. Rồi cảm ơn anh rất nhiều, anh cũng bớt nên nói chung là rồi, khán giả coi trên sóng của Hậu Giang em á là rất là thích anh. Thứ nhất là chất phát hiền lành, hai nữa cũng chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn. Dạ. Thì nàng lùng ở đây bà con mình ở chợ đâu có ai lạ gì nữa. Phải không nàng lùng? Dạ. Thôi quay lại coi. Trời ơi mệt xúc mồ hôi chân cô chú anh chị ơi. Đi chút xíu mệt. Dạ rồi. Thôi bây giờ không để khán giả chờ lâu nữa. Là mình lên cửa hàng trên ha. Lên cửa hàng trên ha anh ha. Em lấy cái tủ gọn hơn đi. Dạ, lấy tủ gọn hơn. Rồi, bây giờ gì đi chị ơi. Em bồng em dìu chị lên xe. Rồi, dìu lên xe chứ để đi mệt tội nghiệp. Nè, 2 3. Ngon lành không? Ừ. Ngồi thấy nha. 2 3. Cô chú anh chị đừng rời khỏi màn hình, Hậu Giang sẽ lại cửa hàng đằng kia của chú anh chị để chọn cái tủ gọn hơn. Rồi đi thôi ha. Xuất phát đi. Dạ gọn hơn chút đi anh. Dạ. Rồi chạy trước đi nàng lùng. Hậu Giang tới cửa hàng chính rồi cô chú anh chị ơi, cửa hàng Thanh Vi. Đúng rồi, cái tủ này em thấy vừa luôn. Sao lại đây? À bây giờ gì nè? À em để cái ghế cho chị ngồi. Rồi chị ngắm cái ai? 2 3 thấy vừa không? Hả? Tủ này chị chịu không? Cái này nè, em nói chị nghe nè. Cái này kata này là cũng của Di Tăng luôn á nha. Qua dạ, mũ Di Tăng luôn phải không? Em nói chị nghe nè. Ở đây là món quà của chị. Cho nên á chị có quyền chị chọn màu. Mình thích ai cũng có sở thích.
ví dụ màu này màu kia mình thích màu nào mình cứ nói, chứ không phải là cái đó mình không thích mà mình cũng nói được rồi, biết không? Món quà của chị Mai cho thì chị cứ chọn chọn màu. Tủ này thích không? Đó. Dạ nè. Dạ. Mà em thấy cái tủ này là gọn nè. Dạ đúng rồi. Nhưng mà rất là cứng luôn cô chú anh chị, rất cứng luôn. Đẹp hả cô? Dạ, cô cũng đẹp nữa. Dạ. À, đi ra vô đây nè. Dạ. Ai cũng đẹp. Dạ. Thỏ nè, thấy chưa? Thấy cưng lắm. Dạ đâu. Vô đây nè em, vô đây nè em. Vô đây nè. Không không được, cái đó cao quá này. Em chọn cái tủ gọn nè. Dạ. Nó chỉ có mẫu cái này. Đây nè, gọn là nhỏ nhỏ vậy đó. Năng lung. Dạ. Cái màu này thấy cưng quá nè. Dạ. Dạ. Hả? Cái nào? Không chịu đâu. Không chịu phải không? Thích cái màu trắng là gì? Lựa đi. Nè nè, đi lại đây coi. Cái trắng thỏ cũng đẹp lắm nè. Trắng thỏ nữa kìa. Y hệt như tủ ngày trước vậy. Tại vì anh để trên cao thôi. Dạ. Để lên hai tủ chồng lên. Dạ. Tại để hai. Dạ dạ, con biết rồi. Sao năng lung? Dạ, sao cũng được. Không, có quyền lựa chứ. Chứ có quyền lựa. Ừ. Mà, sao lửa. Mà chị thấy như vậy nè, cái tủ này chị để đồ vô là chị ưng ý dữ không? Dạ ưng. Dạ, ưng dữ chưa? Dạ ưng dữ. Ừ. Dạ. Cảm ơn rồi. À. Mừng luôn. Tại như gì chị để đồ cũng dễ nữa cô, ví dụ như bây giờ. Nó lùng lùng nó nhỏ nhỏ theo là chứng vậy là vừa. Chị để đồ mấy cái hộp tủ. Ý em muốn nói là cơ màu thứ này mày lại nhỏ không? Không, cái, không. Cái này là nhỏ nhất rồi. Rồi nhỏ nhất rồi, còn cái nãy mình lựa đầu tiên là nó lớn quá lớn. À, cái hộp tủ này có thể là chị đổi để đồ trên này được luôn nè, mình giả bộ hơi nhón một chút chứ còn để quần áo ở đây là vừa luôn nè. Dạ đúng, ở trên này mình cắt tiền nha, khóa lại. Có xài viết ta trang gì không? Dạ lên đó để nữa dạ, hai vậy cái nào nhưng mà lựa màu mình có quyền mình chọn màu nha. Rồi ngồi đi nghiên cứu suy nghĩ cho chút xíu. Ủa mình không có màu này hả? Không, cái tủ đó màu đó là đặc biệt của cái mẫu đó thôi, mấy mẫu này thì nó màu gì. Yeah. Em muốn cho chị á là đầy đủ màu. Mua cái loại mũ tốt. Yeah. Mua cái loại mũ di tân á. Yeah. Tốt. Dạ, yeah. Vậy nghe cái mũ di tân. Dạ. Cái mũ di tân là cái mũ ngoại với mũ này. Đúng. Cái này là của Diệp Thành. Mua cái mũ di tân, anh lấy mũ di tân mà cái màu. Dạ. Không, mũ di tân nó có màu này với màu đó. À vậy lấy màu đó đi. À vậy lấy màu trắng không? Đúng đúng rồi chị. Rất là đẹp luôn. Vậy là như vậy sao mua cho cô màu trắng màu gì đây? Trắng này đi ha. Dạ. Màu đẹp. Màu này mấy mẫu mới á. Đúng rồi, màu đó cũng đẹp. Màu này là mới ra. Màu lựa đi anh, chị thích màu nào? Dạ, màu đó cho em đi. Chị lựa màu trắng. Chọn màu trắng phải không? Dạ đúng. Tại vì muốn lấy cái loại mũ tốt cho chị. Dạ. Rồi, anh ơi. À, rồi lựa cho mẹ chứ quên nữa. Lựa cho mẹ màu nào? Mấy mẹ màu tối tối nhu nhu chút đi. Màu luôn luôn không mấy mình lấy cái hãng của Duy Tân hồi nãy dưới được không? Đâu chị? Đâu anh? Không. Lấy hai cái tủ gọn như gì vậy anh? Lấy hai tủ gì lấy này với cái màu xanh đi, nó tại vì thằng này nó chỉ ra có hai màu thôi. À gì hả? Bây giờ tạm thời rồi rồi được. Vậy đi ha. Dạ dạ. Rồi. À hai màu là về hai màu á. Anh quạt gió đâu anh? Quạt gió bên này. Dạ. Đi ha. À, quạt gió muốn quạt gió treo không, quạt gió đứng. Dạ không, quạt gió đứng á, đặng mình dời nó, mình di chuyển nó dễ. Dạ. Hai cái quạt gió cô chú anh chị nè. Dạ, để cho hai tủ này đi ha. Dạ, rồi cái màu này với cái màu kia. Nè, cái tủ này nè chị, bây giờ chị kéo cái ngăn này chị để đồ, giả sử rồi chị kéo đây. Vừa thứng lắm vậy là rồi. Cái này hơi cao đối với chị nhưng mà cái hộp tủ này nè. Tủ thứ ba, thứ hai, thứ nhất là rất là im rồi. Để đồ thì mình nói vậy thôi chứ để hai hộp tủ này là ok rồi, đúng không? Phải, nó nhỏ lại chút xíu ha, thấp lại chút. Ừ, thôi nó đâu có thấp nữa, thấp gì là dữ lắm rồi. Ý là nó nhiều ngăn á. Không có đựng hết đâu. Ừ, thôi, cái nào không đựng hết. Ngăn mình để 2 bộ. Thương rồi cô chú anh chị. Thôi, bây giờ đã chọn 2 cái rồi ha. À, mình đi ra mình lựa 2 cái quạt gió. Cho em nắm tay. Rồi, chị muốn nắm giờ nào chị nắm. Cái này là đi sắm rồi, quá trời bảnh rồi. Đi trên thảm nó quen không? Đi thảm là được không? Anh, không ngày giả bộ nắm tay em hoài luôn á. Dạ, dạ được. Đi massage vỏ. Nắm tay chai lâu năm hoài. Được không? Đi không có dép, tội nghiệp. Rồi bây giờ đi mua quạt gió hả? Dạ. Rồi bây giờ Hậu Giang qua mua quạt gió của chú anh chị ơi.
có cái chân hay cao chút biết chi không? Tại vì nhiều khi á, mình dựng dưới đất á, rồi quạt lên cái giường được, như cái quạt gió này á, thì nó thấp quá, không cái thể nào quạt mát lên trên. Hai tấc nữa cũng không được, tại vì cái giường hơi cao. Lấy quạt gió này. Rồi. Quạt gió này là một cái bao nhiêu tiền vậy anh? Cái này thôi là mấy thì thôi tính cho 390 thôi. Dạ. Chiết khấu hết luôn á là 390. Bớt nha. Giảm bớt nghe. Đó. Giảm rồi đó. 390 cái hả? Rồi. Anh lấy một cặp màu đỏ này cho em luôn. Coi chắc không? Dạ. Này chưa chiết. Xiết ốc rồi lại nha. Tại vì cô chú anh chị biết không, Hậu Giang muốn chọn cái quạt gió cao gì để mà mẹ của nàng Lùng nè, nhiều khi á là nằm trên giường hoặc là Hậu nằm trên giường thì quạt nó tiện hơn là cái quạt thấp. Vì cái quạt này có thể là mình cúp cái đầu xuống cũng được mà, để cho nó quay nó thoáng hơn. Rồi em gửi tiền anh. Này gáp luôn hay là lấy trong thùng? Anh gáp luôn không? Bây giờ anh sau họ đi giao đó, tại vì em mua hai cái tủ nữa, anh gửi qua đây giao cho em luôn. Anh Vy phải không? Dạ. Rồi ok. Anh gáp luôn cũng được nữa. Gáp luôn đi. Dạ. Luôn cho dễ. Rồi em gửi tiền anh đây. Dạ. Anh nói nãy nhiêu, 300 mấy? 390. 390 ha. 708. Sáu trăm. 700 700 tám, 750 rồi bớt luôn. Dạ cảm ơn anh nha, 750 ha. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Xong rồi cô chú anh chị, Hậu Giang cũng vừa mới mua quạt gió. Giờ anh tính tiền hai cái tủ giùm em ha. Đó là tính cho nàng Lục, cái tủ đó anh tính cho 1.200.000 cái, là hai cái nó là 2.400.000. Mà cái tủ đó nếu như mà thường là anh bán cái giá là bằng bao nhiêu? Hồi thường thường là anh ra là 1.300.000 cái, anh bớt lại 100.000 cái cho nàng Lùng. Dạ rồi. Cái đó cảm ơn anh đi nàng Lùng. Gì tăng? Rồi. Cảm ơn anh, chuyến nào mua đồ anh cũng bớt trên cô chú anh chị. Nói tóm lại là đau phải đau cho hết mức luôn mới được. Dạ. Rồi. 1.000.000 à. 1.000.000. 2.000.000. 2.500.000 là đủ rồi. Rồi 2.500.000 là dư là 100. Dạ. Rồi em thối lời 100. Dạ. Rồi em cảm ơn anh nha. Rồi. 2.400.000. Cảm ơn cô Mai bên Hà Lan. Món quà quá lớn. Cảm ơn tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân nha, đã thương chị đó. Rồi à. Cô Mai mua cho em món quà rất là lớn, thật là không ngờ. Trời. Cảm ơn cô Châu và cô Hạnh Em. Cô Hạnh Nghiêm. Hơi đớt cô chú anh chị thông cảm nha. Hơi ớt ớt. Rồi anh giao vô tận nhà giùm em ha. Rồi cảm ơn anh nha. Rồi. Hồi nãy có mua hai cây quạt không? Có, anh chở hai cây quạt vô giùm em luôn. Rồi ok. Anh bán quạt cũng có bớt cho nàng Lùng. Bớt luôn, anh bán quạt cũng bớt luôn. Nói chung là đi mua đồ ở chợ này cô chú anh chị ai cũng thương nàng Lùng hết. Anh đó. Dạ. Cha Long Văn là cha. Dạ. Là em ruột. Cô chú anh chị đừng rời khỏi màn hình, Hậu Giang sẽ về nhà của nàng Lùng để cho mẹ nàng Lùng hay một cái tin bất ngờ ngày hôm nay. Rồi, ta đi thôi, em về nha. Rồi chúc anh chạy vô liền ha. Dạ. Cô hay gì chưa? Chưa. Bí mật. Con thấy đồ của cô á, cô cứ nhét vô mấy cái học tủ tủ này không à. Cho nên là chị Mai ở Hà Lan á, chị rất là thương cô với thương nàng Lùng, là kêu con đi mua cho hai cái tủ. Ôi mừng quá trời. Dạ. Tủ bằng mũ nha. Tại vì cái tủ áo á, thì cô cũng không tiện cho cô. Cô cái lưng cô gồm gì cũng không tiện nữa. Rồi ở trước này con thấy không có cái quạt gió nào hết trơn, chỉ có trong phòng nàng Lùng thì có cái quạt gió. Thì tặng cho cô một cái quạt gió với anh Hiền, để tối cái quạt mình mở cô rồi để cho xay cho mát luôn cô với anh Hiền. Nàng Lùng thì được một cái quạt gió trọn vẹn. Mà thì cô chú anh chị mới đi nãy giờ về. Sao vậy? Dạ. Tình hình sức khỏe làm sao? Dạ cũng khỏe rồi. Cũng khỏe rồi hả? Sao cô nói sao? Cô cắt miếng giấy mỹ nực quá trời. Cô quạt cái vấn đề. Trời ơi vậy đó hả? Con thấy cô có cái quạt gió là, ủa cái quạt là giữ luôn á, cắt bằng thùng mì cô chú anh chị. Cắt bằng thùng mì á. Bữa trước Hậu Giang dọn cái vạt này ra là thấy cái quạt bằng cái thùng mì. Hồi trước giờ ở đây không có quạt gió trước này luôn hả cô?
Gì đó, ưu tiên cho con gái cưng hả? Rồi nàng lùng ngủ trong phòng bộ không có mở cửa sổ sao? Dạ không. Trời ơi, rồi tối sao nực sao chịu nổi? Vì có cái quạt đó, rồi em mở lên cho nó quay. Chứ em sợ ma lắm. Trời ơi, sợ ma, ma có đâu sợ. Dạ. Có ma đâu. Dạ thôi, em sợ ma nhất nhà luôn. À, vậy là chị giống Hậu Giang rồi, Hậu Giang có hai ba cái bạn ở nhà kìa. Rồi bây giờ là con hỏi ý kiến cô lại đây cô. Cô lại đây với con ha. Dạ. À, con thấy nè cô ơi, cái tủ này hiện giờ cái tủ này thì đã mục hết trơn rồi. Mục hết trơn rồi cô chú anh chị. Đó thì đây nè. Không còn gì hết, cô đứng qua bên đi cô. Cô chú anh chị thấy nè. Nè. Mục hết trơn gì nè. Đó, ý của con là muốn về cái tủ này bỏ luôn nha cô. Chứ bây giờ cũng đâu có còn gì nữa đâu. Phần trên cũng đã mục hết trơn rồi. Rồi để bữa nào nó sụm xuống rồi nhiều khi kiến đồ này kia nó cũng nguy hiểm nữa. Dưới nữa hai nữa là chút xíu vợ chồng con sẽ dẹp cái không gian này rồi cái tủ này để cho con xài được không. Con thấy cũng nói chung là nhà của cô chẳng có cái gì mới hết cô chú anh chị thật sự luôn. Con dẹp dạ một rồi nếu mà được á. Con nhét con bọc đồ chổng đó bởi vì. Trời ơi nhét bọc dưới hả? À nếu như được còn tái sử dụng được á thì con sẽ ginh xuống nhà bếp. Còn nếu như mà con dọn nó hư hết thì thôi mình bỏ ngoài cho gọn nghe cô. Ở trên không sao mà cái đít rách hết rồi. Trời ơi cái đít nhét bọc hả? Dạ nàng lùng cừ nằm luôn rồi kìa. Nhét bọc. Rồi như vậy là cô cho phép con dọn ha. Để con dọn cho trống trải, cho sạch sẽ, cho không gian nhà của cô cho thoải mái mát mẻ nha cô. Rồi rồi vậy là rồi ông thằng tài ông thổ địa này mình về đâu đi cô? Dạ để dưới đất. Ông thằng tài ông thổ địa mà để dưới đất không có gì để cho rồi sao nữa đây nè cô ơi. Con thấy gì? Bây giờ tạm thời là hình của Đức Phật á. Mình lau sạch sẽ rồi chắc con để tạm chỗ nơi thờ của quyền thờ chú. Mình phải lau sạch lại mới được. Cô Hạnh Nghiêm á cô chú anh chị, thật sự là cô Hạnh Nghiêm cũng muốn thỉnh Đức Phật về mẹ Quan Âm á để cho cô thờ với nàng lùng thờ nhưng mà Hậu Giang chắc phải nói là với cô bây giờ á nếu như mình để hình của Phật á mà ngang với cửu quyền thì cũng không được tại vì cô chú anh chị cũng thấy nè ở đây là cửu quyền nè rồi mà hình Đức Phật phải cao hơn thế này mà cô á thì thật sự con thấy ở đây cô thắp nhang còn khó nữa đó rồi cao nữa rồi nàng lùng với rồi sao mà thắp nhang đây cũng khó nữa cô thắp dạ cô thắp mà bây giờ con ví dụ con để hình Đức Phật phải cao hơn trên này rồi cô đứng ghế đồ này cô leo chè cũng đâu có được đâu để con nói là với cô ý của cô muốn là cũng như là cô với nàng lùng cũng rất muốn là thờ mẹ Quan Âm nhưng mà bây giờ sức khỏe của cô ngày thì yếu rồi cũng không cho phép là cô phải đứng trên ghế đồ này kia nữa đó. Cô đứng lên không được rồi cô đứng không được bởi vì làm sao mà thắp nhang được trên cao đây bây giờ tạm thời là con sẽ lau chùi con rửa con để qua đây con để qua đây để con dọn cái tủ này ngày hôm nay cho rồi luôn cái gì anh à vô tới gì kìa rồi cô chú anh chị ơi ai tủ vô tới rồi à, chú này quen quá dạ chú em ơi cầm máy giùm anh đi rồi để con tiếp chứ bây giờ mình lấy cái hai cái quạt gió xuống trước đi ha hai quạt máy nè rồi con vịn cho chú bước qua bên kia đi rồi ok con vịn mà hai tủ rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi rồi chú mở ra bên kia đi. Khoan, để con dựng từng cái nha. Một cái quạt. Dạ. Khoan nghe chú ơi. Bây giờ cái tủ này một người ghim được không chú?
Con này con kinh khỏe đó mà chú khỏe không? Không đụng được, khoan. Chú vịn giùm con đi. Con đem hai cái quạt vô trứng mới được. Vịn giùm con nghe chú. Mình để đây đi. Dạ, để tạm đây đi. Dạ. À, chú, cái lưng của con nè. Rất đẹp nghe cô chú anh chị. Quá tuyệt vời luôn nè. Cô. Cô mừng quá trời. Mừng quá trời hả cô? Quá trời đẹp. Quá trời đẹp ha. Dạ. Bây giờ Mừng quá. Dạ. 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 Ê chú. Ơi. Cô chú anh chị thấy hai cái tủ quá tuyệt vời của chú anh chị ơi, quá đẹp luôn. Dạ con ngủ nhà trọ ở gần đây. Dạ dạ con cảm ơn chú nhiều lắm nghe chú. Rồi cái tủ này là của nàng Lùng, còn cái tủ này của anh Hiền. Anh Hiền thấy tủ đẹp không? Đẹp đẹp, cái gì cũng đẹp trơn á. Rồi để vô trong đi cô ơi, để con cũng đặt cái tủ đó đó cô. Đâu con? Đây. Rồi mà một hồi là cô ship đồ đi nha. Bây giờ con để tạm hai cái tủ này đi chút xíu rồi dọn dẹp trong cái phòng nàng Lùng rồi mới đưa vô trong được. Rồi. Mệt hả gì? Dạ. Qua đây. Đi nãy giờ mà mỏi chân rồi hả? Tội nghiệp quá à. Rồi bây giờ hai đứa mình chụp phô hình coi. Chị đứng đây. Tủ nào của chị đâu, chị vịn đi nha. Rồi em vịn chị, tại vì em không vịn chị em sợ chị sụm cái chân đó. Nè 2 3. Ngon lành không? Yếu rồi. Rồi bây giờ để em lấy đồ ra xếp vô. Xếp đồ, em xếp đồ đi. Cô chú anh chị thấy cái tủ nè, Hậu Giang quay cái mặt ở trên, cô chú anh chị thấy không? Đó, cho nên bây giờ Hậu Giang sẽ đem cái tủ này ra ngoài. Chẳng còn cái gì hết. Rồi, phụ với cô. Để vợ con làm cô ơi. Bụi á, bụi ấy em ơi. Dạ đúng rồi, cái nào không xài được thì thôi mình ấy chứ để đồ này đồ đó chị mua nghe làm sao chị Hậu? Dạ, người ta cho, cho em ngay. Bà con cho hả? Dạ. Mà bây giờ chị mấy cái đồ ấy chị không mặc nữa rồi đâu có cho ai được hả? Dạ. Anh Hiền nói được đồ đó dượng nít tôi nghe vào. Hả? Ông tiếc nói lắm á. Tiếc hả? À. Anh Hiền tiết kiệm mà. Nhưng mà tại vì lý do là cũ bị dạ nó cũ rồi. Mấy cái la vô mấy cái thâu băng gì cô chú anh chị ơi. Hư hết trơn rồi, không còn cái gì xài được hết trơn. Giờ là em phải sắp ra từ từ. Tại vì cái này có thủy tinh phải kỹ mới được. Chà, cái bọc này chắc không hết quá. Đem cái tủ này giờ ra mới được. Quá rồi. Cái này chạy xịt gì đây? À biết rồi, anh em nhẹ tay. Rồi đó, anh nhẹ tay nè. Ông phạt đậu con gì vậy? Rồi cũng dạng dữ ha. Đụng vô cái hết hồn hết trơn à. Chà. Đồ cổ nghe cô chú anh chị.
Năng luôn. Có một cái dòng quá trời đẹp luôn nè. Của anh Hai hả? À, của anh Hiền hả? Trời ơi. Rồi. Ôi mấy em Giáng ơi, chạy ra ngoài giùm anh nha, anh làm công chuyện nha mấy đứa. Ra ngoài đi. Ôi, cô chú anh chị nhìn Giáng quá trời luôn kìa. Giáng nhóc hết trơn kìa. Đi ra ngoài nghe. Trong 15 phút nữa là tôi giải tỏa chỗ này rồi đó. Giờ Hậu Dân di chuyển cái tủ này ra mà không biết được không đây. Biết rồi. Quá trời rồi. Ý, kẹt đâu vậy? Ôi, quá trời dán ở dưới rồi kìa em ơi. Ô, cái kìa. Hồ dán nó bò quá trời kìa. Quá trời dán rồi cô ơi, ô dán quá rồi cô ơi. Cái nè, cái này là ngay cái ổ dán rồi, ô cái nè. Em lại đây. Nè cô chú anh chị. Đó. Ê, xin ra đi. Bây giờ mình ghim bằng cách này thôi. Chứ còn kéo sợ nó gớt cái kiến. Dán quá trời dán rồi. Bây giờ Hậu Giang tính về cái tủ này cô chú anh chị mà có một mình Hậu Giang à. Rồi yếu cũng không có khiêng được, sợ nó dở ra rồi. Để ngoài đi em, để ngoài đi. Rồi dở ra rồi kiến đồ nguy hiểm, cho nên bây giờ là trước mắt tạm thời là quét dọn ở trên. Ở trên này cũng đã một hết rồi. Quét dọn ở trong này rồi mình về sát vô tường này đi. Rồi từ tính chứ sao giờ. Mấy em dán bên đây hết chỗ ở luôn rồi. Quét hôm nay quét lau chùi nước lau sàn đồ lại sạch sẽ cho cô gọn gàng. Chai nước tương này hồi nào á cô ơi, chai nước tương lâu quá có hết đát thì bỏ nha cô. Cái nào nó cứng quá lấy dao dãy nó đóng nhiều quá mình dãy cái đi. Giống như ngày hôm qua em dãy vậy đó. Dãy cho nó sạch. Nói chung là cái gì cũ thì nó hư thì bỏ hết đi.
Ừ em dãy ra vậy đó rồi quét giống như ngày qua vậy nó dễ. Chứ không dãy lên nó không có nó đóng lâu quá đó cô chú anh chị. Dạ dạ dạ. Để đi bây giờ em làm cho đó trước đi, em đừng có vô trong đó rồi anh về cái tủ mới được. Em làm cho đó cho sạch cho đó đi, anh đẩy cái tủ, anh kéo cái tủ ra. Không bao giờ để con kéo cái tủ ra bên đây mới được cô ơi. Đặng mình quét cái lưng ba cái bồ hông rồi cho nó sạch sẽ hết luôn. Quét đi em gom đi. Có chị mèo ra kìa. Ra ngoài này đi chị mèo ơi. Anh Giang làm việc chút xíu. Bây giờ em hù anh một đầu đó đi, ghinh cái tủ này. Nặng không? Rồi kéo ra đó đi. Bây giờ cái tủ này. Ồ. Không được, bây giờ cái tủ này để kéo ra đây rồi quét cái lưng. Rồi bây giờ nè. Em lấy cái chổi em quét cái lưng đó trước cái đi. Quét cái lưng này bụi bặm này cái đi. Hết trời rồi. Đó, quét. Từ từ thôi để bụi nha. Nhẹ nhẹ tay thôi. Quét hồ quét lau cái lưng tủ cho sạch mới được. Đúng rồi đó. Còn lành đó. Rồi để anh gom ba cái đồ dưới ra. Bây giờ cái tủ này tạm lại cô chú anh chị, mặc dù nó cũng lưng rồi, nó cũng ở trên nó cũng một chân rồi. Nhưng mà thật sự bây giờ nếu mà bỏ cái tủ này á, cô cũng không có gì đựng ba cái đồ linh tinh nè. Cho nên lau xà bông lại cho nó đỡ bụi bặm á cô chú anh chị. Lau mình bây giờ mình lau một nước trước cho nó thấm nó mềm đi. Rồi lau lại 2-3 quận nó mới sạch được. Ủa hồi không được, cái kiến không dám đẩy mạnh tay. Dạ, đâu gì đâu cô. Để con làm lại cho. Con tăng trang lại cái tủ cô đỡ một chút. Chứ mới thì cái lưng cái dưới này một hết trơn này. Một hết rồi. Cô lấy đồ cô nhét lại nè cô chú anh chị, sợ nó rớt đồ xuống đất. Rồi con lao đỡ cho cô chứ bây giờ nếu mà bỏ cái tủ này không có cái gì mà đựng hết trơn thì sao được. Xà bông cho nó ngấm nó tẩy một chút đi. Ngon lành cành đào. Cho ngấm xà bông một chút đi cho nó mềm. Sắp xếp thế nào rồi Hoa Hậu ơi? Đồ vô tủ chưa? Đây cô chú anh chị ơi, đó. Có cái tủ quá ngon lành luôn. Có cái quạt gió mới luôn. Đó, rồi gọn ghẻ không? Vì là quá ok luôn rồi. Ở trong phòng không có bóng đèn sao? Dạ không. Cái quạt gió mới luôn nè cô chú anh chị. Đó, quá tuyệt vời. Đó, rồi mơ mốt nè chị để ra. Dụ đồ mới, đồ cũ hay gì đó. Mình sắp có ngăn có nắp ha. Dạ. Đẹp rồi. Quá đẹp rồi, có cái mùng mới luôn, giường mới luôn, ngăn nắp luôn. Dọn cái phòng này thấy rộng hơn rồi đó chị. À đúng rồi, nó rộng rồi đó. Không, chị để rồi tùm lum quá thấy nó chật. Cô chú anh chị ơi, bây giờ thì nơi thờ Phật cũng lao rồi lại, cô chú anh chị cũng đỡ rồi. Để trên đầu tủ, nói chung cái đầu tủ này nó cũng một cái chân. Thì nãy giờ Hậu Giang lao xà bông rồi là tẩy nữa cô chú anh chị, tẩy nữa. Cho nên thấy cái tủ mặt trước này thấy cũng tạm được rồi, cũng mới rồi nè. Sạch sẽ bụi bặm phía trước này cho người cô chú anh chị. Mà hiện giờ không biết Hậu Văn biết cái bàn này để sắp xếp nơi đâu nữa nè. Cho thấy nó gọn. Rồi bây giờ ông thần tài, ông thổ địa Hậu Văn
bỏ cái tủ kia ra ngoài thì tạm thời hai ông ngồi ở đây. Tạm thời nghe hai ông ơi, con không biết sắp xếp hai ông ở đâu nữa. Trời ơi, hoa vàng gì kìa, bông hoa vàng gì đó. Tủ nhìn mới lại đó cô chú anh chị, mặt ngoài là thấy ngon lành này đó, sáng rồi nè. Kiến rồi, ra đây đi. Dạ. À, cái đây là dạ trời ơi, cái giường này của cô Hạnh Nghiêm. Cô ơi, mới mốt là buổi tối nè. Cô có cái quạt gió rồi đó. Cô với anh Hiền là tối cũng đỡ nực nội rồi đó. Đã nực. Cô lên đó ngồi đi cô cho khỏe. Có quạt gió em quá trời, em vui mừng quá trời mừng. Dạ. Rồi, năng lùng nằm kìa, im lưng chưa? Dạ em. Con lành hả cô? Có niệm, có đồ ngủ rồi. Có đồ để quần áo đó, cô hết bỏ tùm lum mà. Dạ. Cô gặp chỗ nào cũng nhét hết. Dạ, cái nào không có xài nữa thì cô gom cho gọn, cho nhà mình cho sạch sẽ đồ này kia. Còn cái cây lau nhà đồ thì bây giờ cũng tối rồi, bữa nay con không có kịp tẩy rồi. Chắc ngày mai con tẩy, bây giờ tạm thời là quét dọn cũng đỡ phần đó cô chú anh chị. Mai làm tiếp. Con có mua cái bịch sữa nè, cái này món quà của chị Châu Nguyễn nè, mua để cô với anh Hiền với nàng Lùng. Dạ. Chiều có nấu cơm chưa cô? Chưa nấu cơm hả? Nay là quay tối rồi, cô sửa sẵn nấu cơm ăn được rồi. Tối luôn rồi. Chừng nào con về mới nấu. Dạ. Rồi. Nấu cho con ăn, con nói khỏi. Dạ, con nhận tấm lòng của cô rồi chứ tụi con không ăn cơm đâu cô. Cô cảm ơn Mạnh Thường Quân đường xa, cảm ơn nhiều lắm. Ngày hôm nay mà cô được cái mùng cái mà quạt gió với cái chỗ ngủ này, cô mừng quá trời con ơi. Mừng quá trời hả cô? Dạ, để cho cô cảm có giấc ngủ. Cảm ơn vợ chồng Hậu Giang dạ. Tiếp giúp cho cô mừng cái gì hết được rồi, bây giờ con lau sạch sẽ quá trời. Dạ, cô thấy nhà cô sạch sẽ không? Thấy sạch sẽ. Ngon lành cành đào không cô? À. Mặc đồ đẹp nữa. Ừ. Nhờ Mạnh Thường Quân ngày hôm nay cô mới được gì. Dạ. Nàng Lùng muốn nói gì không? Cười cười chúm chúm rồi dạ. Vậy à, em cảm ơn mấy cô Mai và cô Hạnh Nghiêm. Cô Hạnh Nghiêm. Chị Châu Nguyễn bên chị, Mỹ. Chị Châu Nguyễn ở bên Mỹ. Dạ, dạ chị Mai chị ở Mai. Ở đâu? Ở Thái Lan. Tại vì biết sao em muốn chị nói gì á, chị Mai ở Hà Lan mà nàng Lùng nói là chị Mai ở Xà Lan cô chú anh chị. Không có sao. Anh Sơn, Mạnh Thường Quân với chị Dân phải không? Dân với em Hà. Em Hà đã giúp đỡ cho em được ngày hôm nay là em rất là vui lắm. Mà thực tế ra em không ngờ luôn á. Em tưởng thôi giúp cho em được có một lần thôi, ai ngờ đâu bây giờ quá trời luôn á. Mỗi ngày đều có một niềm vui phải không? Dạ, mỗi ngày em có niềm vui. Khi em đi trục đường, em tưởng thôi là mua cho em cái áo khoác đâu mà, ai ngờ mua cho em được cái đó, cái món quà đó của cô Hạnh Nghiêm đó. Dạ. Rồi bây giờ em được cái tủ với cái quạt gió luôn. Tội nghiệp cô quá, cô không có cái quạt nào trước giờ, cô quạt tay không hả cô? Quạt tay không hả cô? Dạ. Cô đi có thùng mì là cô đi cắt rồi. Dạ. Một cái cô một cái. Rồi đó, bây giờ là tạm thời không gian nhà cô phía trước là con thấy ok rồi đó. Cô thấy dạ, mát mẻ chưa? Mát mẻ. Có quạt gió ngày tối cô để cái quạt cho xay á, để cho cô với anh Hiền đều mát hết. À. Tối cô dựng cái quạt gió bên cô ghim phía bên kia đi, để đối diện qua đây nè. Thôi cũng tối rồi, con cũng xin kiếm nha cô. Để cô nấu cơm đồ cho mà anh Hiền đồ ăn. Cảm ơn hai vợ chị đã đến giúp đỡ cho gia đình nhà em. Em rất là vui lắm. Trời ơi, em rất là vui lắm hả? Dạ. Vui dữ chưa? Em với anh Hậu Giang thì chỉ có chút công thôi. Dạ. Còn Quý Mạnh Thường Quân á, dạ, thương gia đình chị với nhiều lắm đó. Dạ. Mấy cô á, mấy chị. Cái gì cảm ơn anh nhiều lắm. Cô chú anh dạ. Chị, bây giờ Hậu Giang tiết lộ cái điều này nè cô chú anh chị. Đây, cái bữa mà đầu tiên Hậu Giang cho đại diện Quý Mạnh Thường Quân á, là trao tiền cho nàng Lùng á, thì cô chú thấy nè, nàng Lùng rất là lo xa luôn. Đó, đi mua gần đầy một hũ gạo luôn nè, hỏi sao mua dữ vậy? Nói sợ mới mốt lỡ bán không được, không có tiền, không có gạo ăn. Cô chú anh chị thấy để lâu nó bị mốc. Bởi vì cho nên á, nàng Lùng ơi. Dạ.
mai mốt nè, lỡ chị mua gạo gì rồi, bữa hổm chịu chắc đi mua gạo rồi mua đường rồi hết trơn luôn, mua gạo với cây đường hết trơn luôn. Trời ơi tội nghiệp không. Mai mốt nè, lỡ rồi mua ăn hết gạo này, mua 25 kg gạo ăn hết hả, mua nữa mình để lâu nhiều khi bị mọt thấy không, nó cũng không có tốt đâu nha. Dạ. Trời lo xa quá trời luôn à. Kêu để hai cái lu đó đó. Nó dạ. Vô mánh thì nó mua gạo nó vô. Kêu làm gì vô mánh mua gạo đổ vô à? Khi nó cho được vài trăm ngàn, vài chục ngàn cái em mua gạo cái dồn vô cái một. Tội nghiệp phải không? Lo xa, lo xa. Rồi, cô ơi, cô nấu cơm đi nghe cô. Hậu Giang cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý khán giả xa gần đã luôn chia sẻ và đồng hành cùng Hậu Giang. Cô chú anh chị xem video Hậu Giang chia sẻ cho Hậu Giang một like ủng hộ cho Hậu Giang à. Bye bye. Bye bye, bye, bye anh Hiền. Bye. À rồi bye bye anh Hiền. Bye bye. Đói bụng chưa? Mặc áo đẹp không anh? À, áo quá đẹp luôn à.